Xin chào anh em, tôi là Hàm Rồng đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hàm Rồng Studio. Thì hôm nay tôi sẽ có một cái Q&A giải thích cho anh em cũng như là trả lời cho anh em một số cái công việc. Thì ở đây tôi có lựa chọn được một số câu hỏi mà anh em hay thường hỏi tôi nhất. Thì tôi cũng không thể nào tôi trả lời được hết cho anh em. Thì anh em ai còn thắc mắc gì thì cũng thể là email cho tôi, hoặc là có thể là anh em lên cái trang Hàm Rồng Studio, trang Hàm Rồng Review. Thì ở trên này thì anh em cũng có thể là để lại những câu hỏi mà tôi cũng có thể là tôi trả lời cho anh em. Thì tất nhiên là ở đây là những cái mà tôi chia sẻ cho anh em thì nó sẽ có những cái đúng cái sai. Thì bản thân tôi về cái kiến thức thì nó cũng chỉ có giới hạn nhất định, thì không thể nào mà tôi trả lời được hết cho anh em. Thì cũng có rất nhiều anh em đã email và đã hỏi tôi, nhưng mà xong thời gian tôi cũng có hạn, tôi cũng không thể nào mà tôi trả lời được hết các câu hỏi của anh em cũng như là trả lời được mọi thứ, thì anh em cũng thông cảm cho. Thì ở đây tôi cũng có một số cái ý kiến cũng như là cái Q&A để trả lời cho anh em, nó chỉ bao gồm có khoảng là 10 câu thôi. Thì cái này thì tôi cũng sẽ làm nhanh để cho anh em được biết. Thì anh em cũng lưu ý là vì là tôi là chia sẻ thôi thì nó cũng sẽ có những cái đúng cái sai, thì mà rất mong được anh em thông cảm cho. Thì ai có đóng góp ý kiến gì thì anh em cứ mạnh dạn comment xuống phía bên dưới của video này để tôi được biết, tại vì kiến thức của tôi nó cũng chỉ có hạn thôi mà. Rồi ok, thì bây giờ tôi cũng sẽ đi vào luôn một trong những 10 cái câu hỏi đầu tiên mà anh em hay thường hỏi tôi. Câu 1, tức là trong một trạm bơm thì nó gồm có những thiết bị nào? Thì trong một trạm bơm thì về cơ bản thì nó phải gồm bơm rồi, đấy là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà để trả lời chi tiết hơn cho anh em thì tôi sẽ nêu ra những cái cơ bản nhất. Thì đấy là những cái yêu cầu mà những anh em nào mà mới vào nghề ấy thì cũng chưa biết rõ là trong trạm bơm về phòng cháy thì người ta yêu cầu có những gì. Thì trong trạm bơm về phòng cháy thì nó sẽ gồm có là hai bơm, ở đây là hai bơm nhé. Còn hai bơm trong đó là một bơm chính này, một bơm chính thì sử dụng cái điện lưới này, bơm phụ là có thể là bơm diesel hoặc là bơm điện, tức là có thể sử dụng được hai bơm điện nhưng mà với một cái điều kiện là hai nguồn dự phòng khác nhau nhé. Đấy là hai bơm chính. Còn bơm thứ ba, lúc nãy là tôi có nói cho anh em là hai bơm nhưng mà ở đây tôi chia ra làm hai loại bơm vì nó có cùng công suất cũng như là cái cột áp là giống nhau. Và cái bơm thứ ba là cái bơm bù để đảm bảo là cái phần là áp suất cũng như là cột áp nó được đảm bảo trong cái quá trình mà nó duy trì áp suất, tức là cái bơm bù ấy. Đấy là ba cái loại bơm chính mà anh em cần phải lưu ý. Ngoài ra thì nó còn có thêm một tủ điện. Cái tủ điện này có cái tác dụng là để điều khiển ba thiết bị bơm này. Tiếp theo là nó sẽ có một bình là bình tích áp thì nó cũng có cái công dụng là duy trì áp suất ở trên hệ thống đường ống thôi. Thì có thể là có nhiều nơi thì có một số anh em có thể lắp thêm là cái bể nước mồi, có thể là bể bằng bể thái bình, bể sơn hà. Thì cái bể nước mồi này có thể là anh em mồi trực tiếp hoặc là anh em lắp đặt sẵn cho cái người ta vận hành ở đấy, thì người ta cũng có thể là người ta chỉ cần mở cái bình nước ra thì bơm nó sẽ tự mồi. Thì cái bể của bình nước mồi ấy thì thực ra thì có nhiều nơi ấy, thì người ta không lắp cái bể đấy đâu, thì người ta có thể là mồi bằng những cách thủ công, như là người ta có thể là đổ nước vào, nhưng mà việc đổ nước vào thì nó gần như là nó sẽ rất lâu hơn và nó sẽ phức tạp hơn, là tại vì là hệ thống đường ống mà khi mà anh em mồi cho những cái động cơ liên quan đến chữa cháy thì việc mồi nước nó sẽ rất lâu và nó sẽ rất mất thời gian trong cái quá trình anh em làm việc. Đấy là tùy thuộc vào cái yêu cầu anh em, tức là có cũng được mà không có cũng được. Thì bao giờ có thì nó cũng sẽ hoạt động nó hay hơn, tức là trong cái quá trình mà anh em làm cũng như là mồi nước ấy, thì nó sẽ tiện hơn thôi. Hỏi thứ hai, đây là nguồn điện trong trạm bơm thì gồm có những nguồn nào và lắp đặt nó như thế nào? Thì tôi cũng trả lời luôn cho anh em ạ. Thì thông thường đối với phòng cháy thì nguồn điện chắc chắn nó phải là hai nguồn dự phòng rồi. Thì nên cái câu hỏi 1 thì tôi có nói với anh em là có sử dụng là hai bơm điện thì nó vẫn ok, nhưng mà với điều kiện là phải hai nguồn dự phòng khác nhau. Nhưng mà thường thường ấy thì anh em nên sử dụng một bơm điện sử dụng ở cái mạng lưới điện lưới của quốc gia, và cái nguồn thứ hai là lấy từ cái máy nổ thì nó sẽ đảm bảo hơn, hoặc là sử dụng cái động cơ của diesel thì nó cũng là cái bơm và cái công suất nó cũng tương đương, nó như nhau thôi. Nhưng mà nếu mà anh em sử dụng hai nguồn điện lưới khác nhau thì đôi khi đâu đó thì nó sẽ có những cái trường hợp mà nó xảy ra, như là có thể là cùng lúc hai cái điện lưới này nó cũng có thể là nó bị mất cùng lúc, và tất cả là anh em đều phải phụ thuộc vào cái điện lưới quốc gia, thì cái điều này nó không đảm bảo cho cái tính mà gọi là nó có tính dự phòng, nó chủ động hơn. Thì nên cái nguồn điện thì chắc chắn thì anh em nên sử dụng một nguồn điện của mạng quốc gia,
và cái nguồn thứ hai lấy từ cái máy nổ thì nó sẽ ok hơn, và lắp nó như thế nào. Có những cái vấn đề này mà anh em cần phải lưu ý này, đối với những anh em nào mà mới vào nghề khi mà đi lắp đặt ấy, thì anh em phải lưu ý một điều cực kỳ quan trọng đó, nguồn điện cho trạm bơm thì anh em phải đấu trước cầu giao tổng. Anh em lưu ý nhá, phải đấu trước cầu giao tổng, là tại vì khi mà có sự cố chạy nổ xảy ra thì bao giờ cầu giao nó sẽ dập xuống. Nếu mà anh em đấu ở phía dưới nguồn điện của trạm bơm ạ, thì khi mà có sự cố cháy xảy ra thì dòng điện tổng của cả một cái công trình đấy, khi mà người ta tắt đi thì vô tình nó sẽ tắt luôn bơm. Nên anh em lưu ý nhá, khi anh em lắp đặt nguồn điện cấp điện cho trạm bơm thì bắt buộc anh em phải cấp ở phía trên cầu giao tổng thì nó mới đảm bảo hoạt động đúng. Đấy là cái yêu cầu là bắt buộc, thì trong tiêu chuẩn này thì nó cũng có, thì có thể là tôi sẽ chỉ dẫn ra sau để cho anh em được biết. Đó, sang câu hỏi thứ ba là trong một cái tủ điều khiển bơm thì tối thiểu cần phải lắp đặt những gì. Thì trong một cái tủ điều khiển bơm thì phải lắp đặt, thứ nhất, ở đây thì đây là tôi nói theo cái quan điểm của tôi thôi, thì ví dụ như là trong này nó cần phải lắp gì. Thông thường đối với bơm chữa cháy thì đa phần là những con bơm nó có công suất là khá là lớn, thấp nhất là phải từ 30 kW trở lên. Đấy là thấp nhất, đấy là cái quan điểm, đây tùy vào công trình nhá. Thì cái này thì tôi cũng không nói nhiều. Thì trong một cái tổ nó cần phải có những cái bộ phận nào, ví dụ như là phải có bộ bảo vệ mất pha này, bộ khởi động sao tam giác này, tại vì là những con động cơ nó có công suất lớn nên cái yêu cầu về cái cách khởi động của động cơ thì đa phần ở Việt Nam thì người ta sẽ khởi động sao tam giác để giảm cái dòng điện khởi động lúc ban đầu lên, được chưa? Thì nên nó mới sinh ra cái bộ khởi động sao tam giác. Thì có thể là anh em bảo với tôi là anh em có thể khởi động trực tiếp cũng ok. Khởi động trực tiếp tức là anh em cắm thẳng dây vào thì nó vẫn hoạt động rồi nhá, được chưa? Không cần bảo vệ mất pha thì nó vẫn dùng được, được chưa? Vẫn dùng được nhá, nhưng mà không ai người ta làm như vậy cả. Thì ngoài ra nó còn có thêm như là bộ rơ le nhiệt này, rơ le nhiệt để bảo vệ động cơ, tại vì là những cái con động cơ này nó có giá thành là rất cao nhá, nên anh em mới phải có những cái thiết bị như là bảo vệ chống mất pha này, bộ khởi động sao tam giác này, cái overload này để bảo vệ đuôi nhiệt này, được chưa? Thì đấy là những cái mà yêu cầu cơ bản của một trạm bơm. Mặc dù là cái bộ mất pha có thể anh em lắp cũng được, không lắp cũng được, không lắp nó vẫn hoạt động, được chưa? Nhưng mà nếu mà xét về kinh tế á, thì bơm nó có giá thành là rất cao, nên cái yêu cầu bảo vệ chống mất pha nó là cũng là một điều nó rất quan trọng, được chưa? Bộ khởi động sao tam giác nó là yêu cầu bắt buộc rồi. Thì thực ra ấy, thì nếu mà anh em không khởi động sao tam giác vẫn hoạt động ok, nhưng mà phải hiểu được cái vấn đề của nó. Nếu mà anh em không khởi động sao tam giác thì sẽ có hiện tượng là nó bị sụt áp, nó có thể là nó vì tại vì là khi anh em khởi động trực tiếp mà thì cái công suất mà cái dòng khởi động nó lớn rất nhiều so với lại mà cái việc mà anh em khởi động sao tam giác. Nếu không khởi động sao tam giác thì anh em có thể là khởi động bằng biến tần thì nó vẫn ok thôi. Đấy là cái tùy thuộc vào anh em. Nhưng mà khởi động lại bằng biến tần thì anh em không thể để được chế độ như là auto hay là để cho nó hoạt động tự động được. Đấy là nó có rất nhiều cách, nhưng mà đa phần ở Việt Nam thì cái việc mà một cái tủ nó có cái kết cấu gần như là giống nhau cả, được chưa? Đấy là những cái mà anh em cần phải lưu ý cho tôi. Thì tôi tổng kết lại, nó sẽ có một bộ mất pha này, bộ bảo vệ mất pha này, một bộ khởi động sao tam giác này, những thiết bị đèn báo sự cố này, nhảy rơ le nhiệt này, là những cái yêu cầu tối thiểu. Đây là tối thiểu là phải có, được chưa? Câu hỏi thứ tư thì chế độ cơ bản hoạt động của bơm thì gồm những chế độ nó như thế nào. Thì thưa với anh em là về chế độ hoạt động cơ bản của bơm thì nó sẽ có ba cái chế độ. Thì chế độ thứ nhất là chế độ là tắt, tức là bơm nó sẽ không hoạt động, tức là khi mà có sự cố gì đấy nó sẽ có một nút, tức là ở trạng thái về không thì anh em chỉ việc đóng cái nút đấy thì tất cả mọi thứ nó sẽ không hoạt động. Cái chế độ thứ hai là chế độ man. Chế độ man ở đây thì người ta sẽ sử dụng khi anh em có thể anh em test cái quá trình mà hoạt động của bơm thì không phải chờ để auto, tức anh em gạt sang chế độ man, anh em nhấn cái là nó hoạt động. Và chế độ thứ ba là chế độ auto, tức là khi mà nó đã đi vào vận hành rồi thì tất nhiên là khi nó đã đi vào vận hành rồi thì anh em để sang cái chế độ auto thì mọi việc nó sẽ hoạt động theo một cách tự động hơn, được chưa?
nó sẽ hoạt động một cách tự động hơn, thì anh em không phải tự test bằng tay. Còn chế độ man thì chủ yếu là dành cho những anh em nào đang trong cái quá trình mà anh em test, thì có thể anh em chuyển sang chế độ man và chế độ là tắt hoàn toàn. Đó, sẽ có ba cái chế độ cơ bản nó như vậy. Còn câu hỏi thứ 5, việc lựa chọn dây dẫn cho hệ thống bơm chữa cháy, thì cái câu hỏi này thì tôi cũng đã làm cho anh em xong. Anh em cần phải lưu ý cho tôi, thì ở trên cái trang của tôi, trên cái những cái video mà tôi có đưa chia sẻ cho anh em, thì tôi có những cái cách tính cơ bản, tức là về cách tính lý thuyết và cách tính theo cái kinh nghiệm. Thì đa phần anh em đi làm ạ, thì những cái thiết bị này thì tôi đều tính theo cái kinh nghiệm cả. Mặc dù nhá, những cái kinh nghiệm mà tôi có tính ra thì đều dựa vào những cái mà tính toán có lý thuyết đàng hoàng. Đa phần những cái mà tôi tính toán theo kinh nghiệm ạ, thì đã căn bản đều dựa vào những cái tính toán có dựa trên cái lý thuyết. Thực ra thì chúng tôi đã tính lý thuyết nó rất nhiều rồi, thì tôi mới đúc rút ra được những cái kinh nghiệm. Thì mặc dù là tính toán bằng kinh nghiệm ạ, tất nhiên là cái sai số của nó là không thể nào mà tránh khỏi, nhưng nó sẽ đảm bảo là nó nhanh hơn, và nó về cơ bản là nó sẽ nhanh hơn và nó thuận tiện hơn là trong cái quá trình. Tại vì ra công trường không phải là anh em nào cũng có thể là anh em ngồi lấy sách vở ra anh em ngồi tính được, thì làm như vậy nó sẽ rất lâu. Thì còn một cái nữa mà anh em cần phải lưu ý giữa tính toán lý thuyết và kinh nghiệm ạ, thực tế, ví dụ như tôi có thể là trả lời cho anh em ạ, trong cái quá trình mà anh em tính toán, anh em chọn contactor, ví dụ như anh em tính ra được cái contactor nó rơi vào khoảng tầm 9,5A nhé. Nhưng mà thực tế để mà anh em đi ra ngoài để anh em đi mua được contactor 9,5A, chính xác cái con số 9,5A là hoàn toàn không thể nhé. Đấy là những cái mà anh em cần phải lưu ý cho tôi. Mặc dù là cái lý thuyết nhé, cái lý thuyết thì về những con số chính xác hoàn toàn thì tôi sẽ trả lời cho anh em là không thể nào mà anh em phải tính chính xác được. Xong, những con số đấy nó hoàn toàn là chấp nhận được. Đấy là việc lựa chọn giữa tính toán theo lý thuyết này, việc lựa chọn giữa tính toán theo thực tế, theo cái kinh nghiệm. Thì việc tính toán theo thực tế thì anh em đã biết rồi, ra ngoài công trường không phải lúc nào anh em cũng có thể anh em lấy sách vở ra anh em tính được, mà nó phải đảm bảo là nó nhanh và chính xác hơn. Chính xác ở đây thì nó cũng chỉ mang được là những cái con số nó tương đối thôi, không thể nào mà cụ thể là 100% chính xác đúng theo cái yêu cầu của bên chủ đầu tư hoặc là theo cái yêu cầu của anh em được. Nên cái này thì tôi cũng có khuyên anh em là nên tính toán theo cái kinh nghiệm. Mà mặc dù ấy, cái kinh nghiệm thì chúng tôi tính dựa trên những cái lý thuyết nhé, rồi tôi mới đúc rút ra rồi để lại chia sẻ cho anh em. Thì cái này anh em cần phải lưu ý. Thì ai chưa xem thì anh em có thể là xem lại những cái video này của tôi. Câu thứ 6 là có nên lắp đặt thiết điện cho hệ thống bơm chữa cháy hay không? Thì cái này là có nhé. Thì anh em lưu ý là những thiết bị bơm của anh em thì có sử dụng những cái động cơ có công suất lớn và sử dụng dòng điện 3 pha, đa phần sử dụng điện 3 pha nhé. Nên cái dòng điện để đảm bảo trong quá trình anh em làm việc, kể cả nó có công suất nhỏ hay công suất lớn như thế nào, thì anh em vẫn phải lắp tiếp điện cho nó để đảm bảo cho bản thân mình là cái thứ nhất, đảm bảo cho cái người vận hành là cái thứ hai. Cái này là cái yêu cầu anh em phải lắp, tức là lắp tiếp điện để tránh cái việc rò rỉ ra điện ra bên ngoài, tránh việc chập cháy. Chập cháy nó là một phần thôi, nhưng mà phải đảm bảo cho cái người ta vận hành, đấy mới là cái ok. Câu thứ 7, việc linh động hệ thống chữa cháy và báo cháy, thì đây là một cái câu hỏi là khá là nhiều mà anh em hỏi tôi. Thì tức là khi mà hệ thống báo cháy nó sẽ kết nối với cái hệ thống chữa cháy luôn, thì thực ra là có thể là kết nối được, nhưng mà việc kết nối nó sẽ phức tạp hơn và tùy theo cái loại tủ mà anh em sử dụng. Nhưng mà đa phần thì có thể là anh em có thể là tách ra được, thì tại vì là hệ thống chữa cháy thì đa phần anh em khi anh em hoạt động bằng hệ thống sprinkler thì nó sẽ hoạt động độc lập so với hoạt động của hệ thống báo cháy. Đôi khi anh em lắp báo cháy nhưng mà lại linh động với hệ thống chữa cháy, tại vì là trong cái quá trình anh em làm báo cháy ấy, thì có thể là trong cái quá trình anh em sửa chữa này, bảo dưỡng này, hoặc là sự cố do bụi gây ra, nó vô tình nó báo về tủ trung tâm, rồi từ tủ trung tâm nó lại kết nối hệ thống báo cháy, thì lúc này hệ thống báo cháy nó lại hoạt động. Tất nhiên là cái này là có làm được, nhưng mà phải tùy thuộc vào công trình, được chưa? Tùy thuộc vào cái loại mà đầu phun hoặc là sprinkler của anh em làm là hệ thống, tức là cái loại đầu phun hở hay là đầu phun kín nhá. Tùy thuộc vào công trình làm. Đó, bình thường nếu anh em lắp như khách sạn thì đa phần là không cần phải linh động. Đấy là theo cái quan điểm của tôi thôi.
Còn đấy là tùy thuộc vào từng nơi nhé, tùy thuộc với công nghệ ở mỗi nơi mà anh em có thể là linh động sao cho nó phù hợp nhất. Nhưng mà anh em cần phải lưu ý đấy là việc báo cháy giả, được chưa? Đấy là tùy thuộc thôi. 8. Công tắc phòng cháy thì có nên kết hợp với tủ điều khiển bơm chữa cháy không? Thì công tắc phòng cháy thì trước đây nó cũng giống như một cái dơ le đóng mở một cách tự động, nhưng mà đa phần trong cái quá trình mà tôi làm ấy thì tôi nhận thấy rằng thì việc mà anh em lắp đặt cái công tắc phòng cháy này thì việc mà nó báo sai ấy, báo sai cũng như là vận hành nó khá là khó, nên đa phần là cái công tắc phòng cháy thì theo quan điểm của tôi thì cũng không cần phải lắp. Đấy là cái quan điểm của mình. Câu số 9 là một số nguyên nhân bơm nó không hút nước. Thì nguyên nhân bơm không hút nước thì nó khá là đơn giản rồi. Thì có thể là do trên đường ống nó bị hở, nó bị e nên nó không hút được nước, hay là cái phần là rác ở dưới cái miệng hút ấy nó bị đọng lại thì nước nó sẽ không lên được. Đấy cũng là một phần thôi. Ở phần phía lọc rác có thể là cặn bẩn nó bám vào thì nước nó không hút được lên, hay là trên đường ống thì có những cái vị trí mà nó bị hở thì tất nhiên là nó kêu e rồi thì nó cũng sẽ không thể nào mà nó hút được nước rồi. Thì cái này anh em có thể là anh em dễ phân biệt được thông qua mắt thường, thông qua tai nghe thì anh em có thể là phát hiện được, kiểm tra xem là nước nó có lên hay không. Câu 10 là hệ thống đường cấp nước hồ cho quá trình bảo dưỡng. Đây là một số điểm mà anh em cần phải lưu ý này. Tức là hệ thống đường nước hồ ấy, đôi khi có một số công trình của anh em ấy, thì bản thân tôi thấy là anh em không lắp nước hồ. Thì mặc dù anh em không lắp nước hồ thì nó vẫn hoạt động được thôi. Nhưng mà ví dụ như là trong một công trình khách sạn nó cao gần 15-20 tầng mà anh em không lắp đường nước hồ. Mà khi mà anh em không lắp đường nước hồ thì anh em muốn bảo trì bảo dưỡng được thì anh em bắt buộc là anh em phải xả hết nước ra. Nhưng mà anh em biết là nếu mà không lắp đường nước hồ thì việc anh em xả hết nước ra để anh em bảo trì bảo dưỡng thì nó là khá là lâu ấy. Đấy là tùy thuộc vào anh em thôi. Cái này thì khi tôi làm thì tôi vẫn tư vấn cho anh em là anh em nên lắp hệ thống đường nước hồ. Và lắp ở đâu thì tất nhiên là lắp ở mỗi tầng nếu mà có điều kiện. 15 tầng, nếu mà khách sạn thì anh em có 15 tầng thì anh em nên lắp 15 cái van hồi để nó hồi về bể để anh em sửa chữa nó dễ dàng hơn. Đấy là những cái cơ bản thôi. Còn nếu mà anh em không lắp ở các tầng thì có thể anh em lắp ngay ở gần đầu trạm bơm thì đường hồi ngay về bể luôn thì nó vẫn ok thôi, nhưng mà đợi thì nó cũng sẽ hơi lâu thôi. Đấy là theo kinh nghiệm của tôi thì anh em nên lắp. Ví dụ như trong một khách sạn nó có 15 tầng thì ở 15 tầng đấy thì anh em nên làm những cái van riêng cũng như là cái đường nước hồi riêng cho mỗi tầng để quá trình anh em bảo dưỡng thì nó không phải chờ lâu, mà cũng như là quá trình anh em làm việc thì nó sẽ đơn giản hơn. Thì đây là một trong những 10 câu trả lời Q&A của tôi để trả lời cho anh em về vấn đề trong một cái trạm bơm. Rồi, cái buổi của tôi đến đây là kết thúc. Thì anh em ai thấy hay nhớ like, subscribe kênh tôi. Xin chào.